Có thể bạn chưa biết, trong Bluff Fuxi 4 ở địa điểm Flop Pagacha có một loại trái ác quỷ vô cùng hiếm mà tỷ lệ của nó chỉ dưới 1%. Nếu bạn không thấy trái ác quỷ này trong phần Ramdo thì bạn hãy làm theo các bước sau. Việc đầu tiên là hãy đặt điểm hồi sinh ở chiếc giường này và nó ở ngay cạnh chỗ Flop Pagacha. Tiếp theo là đấm vỡ mồm thằng top 1 bảng xếp hạng 10 lần và sau đó là trở lại chỗ Flop Pagacha. Khi làm các bước thành công, hãy ngay lập tức gacha trái ác quỷ và bạn cần phải gacha 100 lần tương đương với 2,5 triệu đô. Sau khi gacha thành công trái ác quỷ này, và đây là một trái khác mảnh với tỷ lệ cực hiếm chỉ có 0,44%. Lúc này bạn chỉ cần cầm trái khác mảnh và hô to với cả server và làm bố luôn. Trong một cuộc đại chiến giữa Cristiano Ronaldo và Lionel Messi tại Miami FC Fruit, lần này hai người bọn họ sẽ quyết đấu với nhau một trận sinh tử để xem ai mới chính là bá chủ tại Miami FC. Chỉ qua một ánh mắt, trận đấu đã lập tức bắt đầu. Messi với sức mạnh nhỉnh hơn một chút đã đấm cho đối thủ suýt chết, nhưng anh ta không hề sợ hãi khi Ronaldo đã dự phòng một thanh katana ngay từ đầu. Nhưng nào ngờ Messi cũng có vũ khí, anh ta lôi ra một chiếc móc phơi quần áo để trao tặng Ronaldo như con lươn vào đít. Và sau đó là một trận đấu kiếm cực kỳ căng thẳng giữa hai người, thậm chí cả hai đều dùng cấm thuật bay lên trời cao với những kỹ năng tuyệt đỉnh kung phu. Và đến lúc Messi tung ra những con bài mạnh nhất, Messi triệu hồi ra một chiếc móc phơi quần áo khổng lồ làm cho Ronaldo thở oxy gấp. Và đến lượt của Ronaldo, anh ta tung ra một đường kiếm ngọt lịm nhưng tốc độ của lưỡi kiếm quá chậm. Messi dễ dàng né được và cười lớn với anh ta. Lúc này Messi quyết định tung át chủ bài bành trướng lãnh địa khiến cho toàn bộ cơ thể của Ronaldo bị đóng băng ngay lập tức, và Ronaldo đã gần như bị vô hiệu hóa bởi Messi. Và để giải cứu Ronaldo, anh ta đã từ quái chết trở về. Và lần này thì Ronaldo đã linh hồn được toàn bộ sức mạnh của thần tiên, và ngay sau đó anh ta tạo ra một quả cầu khổng lồ dồn thẳng vào người của Messi khiến cho anh ta ngỏ ngay tại chỗ. Có thể bạn chưa biết, ở vị trí hòn đảo Mr. Beast trong Miami FC, khi bạn đến vị trí ngôi nhà màu hồng này, nhìn bên ngoài có vẻ đây là một ngôi nhà ấm cúng và đầy nam tính, nhưng đằng sau ngôi nhà này lại là một bí mật động trời, và ở đây có 5 triệu Bali. Rất có thể bạn sẽ rất vui mừng khi nhìn thấy số tiền này, nhưng không, hãy trốn ngay vào một gốc cây gần đó, chắc chắn sẽ có một người chơi nào đó phát hiện ra số tiền này và bạn chỉ cần cầm vũ khí của mình lên và đến phang vỡ mồm nó. Nhưng nếu bạn nhận ra tên này quá mạnh thì bạn chỉ cần nhấn ngay vào nút like video và đăng ký kênh trong vòng 3 giây. 3, 2, 1. Lúc này bạn sẽ nhận được một thanh kiếm katana cực kỳ xịn sò, chỉ cần một hit là có thể tiêu diệt đối thủ. Lúc này bạn chỉ cần lấy toàn bộ số tiền ở hòn đảo Mr. Beast và cầm toàn bộ số tiền này phát free cho cả server và sau đó làm bố luôn. Có thể bạn chưa biết, trong Miami FC có rất nhiều loại game pass mà bạn có thể mua bằng Robux hoặc bằng kim cương. Nhưng ai đã sở hữu hết các loại game pass này thì hãy bình luận dưới video. Nhưng tại đây có một loại game pass bí ẩn chỉ xuất hiện với tỷ lệ 1/10.000 server và nó có thể giúp bạn thức tỉnh trai bột trong Miami FC. Và để được tặng loại game pass này, có game pass mà hãy đến ngay hòn đảo Mr. Beast và sau đó đi raid. Sau khi vượt qua 10 màn tập kích thì sức mạnh bột của bạn đã được thức tỉnh. Với sức mạnh của trai bột thức tỉnh, nó có thể làm được nhiều thứ như chiêu giết gây sát thương và có thể giúp bạn đập phá những công trình trong game. Và chiêu về là chiêu bá nhất của trái ác quỷ này, khi bạn có thể cho đối thủ đi bàn mối ngay từ 1 giây. Trong một lần đi trên đường về nhà của cậu bé này, cậu bé đã vô tình đi qua một sạp hàng trái ác quỷ. Cậu bé tỏ ra rất thích thú với những trái ác quỷ được bán trên đường. Lúc này ông chủ mời cậu bé vào mua trái ác quỷ, nhưng cậu bé lại không có tiền nên đã phải buồn bã bỏ đi. Nhưng cậu bé lại không về nhà mà lại nấp sau một bức tường gần đó. Lúc này có một vị khách nước ngoài đến cửa hàng. Thay vì mua hàng thì anh chàng này lại chê giữa ông chủ cửa hàng là một gã hề, bởi vì bức tranh trên đầu của ông ấy, mà sau đó hắn ta còn cướp hết trái ác quỷ của ông chủ và bỏ chạy. Lúc này ông chủ rất buồn và ngồi bệt xuống đất. Cậu bé đứng sau bức tường đã chứng kiến hết tất cả. Cậu bé lấy hết số tiền tiêu vặt của mình đưa cho ông chủ và tặng cho ông ấy một nút like video. Và sau đó cậu bé điên cuồng làm vào tập luyện để trả đũa vị khách kia. Lúc cậu bé đến tìm vị khách sâu tính để tính sổ thì vị khách kia rút ra một chiếc móc phơi quần áo và tặng cho cậu bé 3 con lươn vào đít. Có thể bạn chưa biết, khi bạn đến hòn đảo Mr. Beast trong MMC, đây chính là nơi có thể giúp bạn lấy được một accessory bá nhất MMC, đó chính là trang bị Na Ai Quốc Win, giúp bạn tăng thêm 750% sức mạnh của mình và toàn bộ server chỉ có Academy Game mới có. Và nếu bạn muốn có nó thì hãy chạy ngay ra vị trí này. Và đây là lãnh địa của thầy Gozo. Thầy Gozo nhẹ nhàng ngồi xuống và giải thích với bạn rằng đây là nơi tập kích duy nhất trong game và nó có tỷ lệ rơi ra trang bị Na Ai Quốc Win chỉ 0,05%, tức bạn phải đi rớt 2000 lần. Và thầy Gozo khuyên bạn rằng bạn có thể tăng tỷ lệ của nó lên 50%, đi rớt bằng cái level 1000 trở lên. Sau đó thì hãy triệu hồi một thằng bạn của bạn để hai cùng nhau phá đảo cuộc tập kích. Sau khi vượt qua 10 màn chơi, mở con đồ lên thì bạn có thể thấy trang bị Na Ai Quốc Win. Trong PvP, bạn chỉ cần trang bị câu nói này vào người là đủ sức khiến cho kẻ địch của bạn ngỏm ngay tại chỗ. Trong MMC có một trái ác quỷ vô cùng mới mà có thể bạn chưa biết. Nếu như đang đi dạo trên đường mà bạn vô tình đụng độ phải những anh chàng da đen, mà lúc đó trái ác quỷ của bạn qua yếu để đánh bại bọn chúng, rất có thể ngay sau đó bọn này sẽ lao đến và đấm vỡ mồm bạn. Vậy nên sau đó bạn cần phải đến hòn đảo Mr. Beast và di chuyển tới vị trí của một chiếc tháp canh màu xanh, và bên cạnh đó chính là một bức tường, và nó không hề bình thường như những gì bạn nghĩ. Để biết được sự thật đằng sau bức tường, sự thật đằng sau bức tường này là không hề có tường mà đây chính là một hang động bí ẩn. Ở cuối đường bạn có thể thấy một anh chàng ba cần, nhưng ngay bên cạnh ba cần chính là một NPC trai đẹp phú quốc. Sau đó hai người bọn họ sẽ trao đổi cho bạn một trái ác quỷ, và đó chính là trái ác quỷ tình bạn hoàn toàn mới trong MMC, và nó chỉ có một chiêu duy nhất, và đó chính là chiêu về. Và chiêu thức này giúp bạn triệu hồi ra người bạn của bạn. Với sức mạnh tình bạn trong tay thì bạn cân cả server luôn. Có thể bạn chưa biết, khi bạn ăn trái ác quỷ bóng tối trong MMC, có một chiêu trong toàn bộ chiêu của trái ác quỷ này có thể nâng lên V2, và đó chính là chiêu giết. Nó giúp bạn triệu hồi ra một quả cầu đen và bắn về phía đối thủ, nhưng đam nội yếu vô cùng, rất có thể bạn sẽ bị đấm vỡ mồm ngay tại chỗ. Vậy nên đầu tiên mà hãy đến ngay vị trí này và sau đó vận công đánh đám trèo lên đỉnh núi, và sau đó bạn chỉ cần đi thẳng và rẽ phải, bạn có thể thấy nơi ở của 4 vị rồng thần. 4 vị rồng thần này có thể giúp bạn triệu hồi ra một NPC vô cùng quan trọng để thức tỉnh trái ác quỷ bóng tối. Tiếp theo là bạn cần phải có trái ác quỷ bóng tối và đưa cho 4 vị rồng thần này mỗi người một trái. Hãy nhớ rằng là chỉ có trái ác quỷ bóng tối mới có thể làm được. Và công việc của sau khi bước triệu hồi thành công, một anh Gozo sẽ xuất hiện và đưa cho bạn quả cầu phát sáng để thức tỉnh chiêu Z. Và đây chính là chiêu Z sau khi thức tỉnh. Có thể bạn chưa biết, đây chính là chiêu C của trái Flop 3, giúp bạn khai triển thuật thức banh trường lãnh địa. Mặc dù nó rất mạnh nhưng điểm yếu của nó là thời gian chiêu rất ít, rất có thể đối thủ của bạn sẽ tận dụng thời cơ để đấm vỡ mồm bạn. Vậy nên để thức tỉnh chiêu C, việc của bạn là hãy đến ngay hòn đảo này. Đây là một đấu trường có thể giúp bạn triệu hồi một con boss bí ẩn. Đầu tiên cần lấy cho mình 8 trái ác quỷ bất kỳ, sau đó thì hãy thả trái ác quỷ này vào những bức tượng đá, nên nhớ rằng mỗi bức tượng 1 trái ác quỷ. Sau khi làm mọi việc xong xuôi, lúc này thì một con boss bí ẩn đã được triệu hồi với một dòng chữ xuất hiện ngay trên đầu, và đây là boss Sukuna. Bạn chỉ cần tiêu diệt con boss này thì bạn sẽ nhận được ngón tay của nó. Sau khi tích đủ 20 ngón tay, hãy sử dụng quả cầu thức tỉnh để thức tỉnh chiêu C. Và đây là chiêu C của bạn sau khi được thức tỉnh.
Trong lần đi dạo trên hòn đảo Mr. Big của Ronaldo, anh đã vô tình bị một thanh niên Balkan chặn đứng trước mặt. Sau đó thanh niên Balkan quay lại, chưa tìm được một món mồi ngon, bà con lập tức đưa ra yêu cầu muốn lấy 500.000 belly của Ronaldo để đổi lấy một cây đậu thần. Với bản tính lương thiện của mình, thì Ronaldo đã không ngần ngại mà rút ra 500k belly để mua hạt đậu thần của thanh niên Balkan. Sau khi đã có cho mình cây đậu thần, ngay lập tức anh ta chạy ra sau vườn và vun hạt đậu thần này dưới một gốc cây. Ngày hôm sau quay trở lại thì Ronaldo vô tình phát hiện có một thanh niên muốn nói với anh ta về một bí mật động. Anh ta nói rằng cây của Ronaldo đã mọc ra trái ác quỷ và một vị thầy bói từ đâu xuất hiện ngang nhiên vặt trái ăn quả của Ronaldo và Ronaldo bắt hắn ngay tại trận. Lúc này ông thầy bói sợ tè ra quần phải bồi thường cho anh ta hơn 20 triệu belly và vô tình ba cần nếu muốn cấp đã thấy hết mọi chuyện. Anh ta quyết định áp dụng theo công thức của Ronaldo nhưng nào ngờ vị thầy bói này sử dụng bánh trường lãnh địa xoắn giấy ba cần ngõ ngay tại chỗ. Nếu như bạn đến vị trí này trên bản đồ của Messi, bạn sẽ tìm được một kho bóng bí ẩn qua một nhiệm vụ này. Việc đầu tiên bạn cần làm là tìm vị trí của một quả bóng màu xanh và nó ở ngay dưới gốc cây sầu riêng và quả bóng này có một số câu hỏi cần bạn giải đáp. Việc của bạn là hãy click vào dấu hỏi chấm này. Nó sẽ hỏi bạn English or Spanish, có nghĩa là tiếng Anh hay tiếng Tây Ban Nha, và cho bạn chọn một trong hai. Và tôi sẽ chọn tiếng Anh và ngay lập tức quả bóng màu xanh sẽ thử thách bạn một câu cực kỳ khám lọ là người nào chuyển động đầu tiên sẽ là một thằng gà. Nếu như bạn di chuyển sẽ có hai tên bất ngờ xuất hiện và cười thẳng vào mặt của bạn. Chắc chắn đó là một quyết định sai lầm. Sau đó bạn chỉ cần nói rằng tôi là Sigma. Lúc này quả bóng sẽ cay đỏ dài. Sau đó thì vẫn có hai tên xuất hiện nhưng lần này họ đã trở thành đồng minh của bạn và dẫn bạn đến vị trí kho bóng rất nhiều trái ác quỷ. Có thể bạn chưa biết ở vị trí này trên bản đồ của Messi có một cách có thể giúp bạn thức tỉnh Melee Combat của mình. Để thức tỉnh được Melee Combat, đầu tiên bạn hãy đến chỗ anh chàng Amos màu tím này. Sau đó bạn chỉ cần tương tác với nó sẽ ra cho bạn một thử thách nhưng với điều kiện các bạn phải like video và đăng ký kênh trong vòng 3 giây. Ngay sau đó hãy vứt ngay một trái ác quỷ xuống đất và bỗng dưng từ đâu xuất hiện một thanh niên ba cứ đứng ngay bên cạnh và đây chính là người quản lý bạn trong khi bạn đang làm thử thách. Và thử thách lần này là bạn phải tìm ra imposter trong một lũ Among Us màu đỏ này. Cách để thành công là bạn hãy tìm con imposter này ở đằng sau ngôi nhà. Sau khi tìm thấy imposter, bạn chỉ cần tiêu diệt nó và phần thưởng bí ẩn của bạn chỉ là một quả cầu ánh sáng. Sau đó thì bạn hãy kích hoạt quả cầu này vào người và bây giờ Melee Combat của bạn đã nâng cấp lên V2 và có skill mới chỉ với một chiêu duy nhất đã khiến đối thủ của bạn ngỏ ngay tại chỗ. Trong một lần chạy bộ buổi sáng của Ronaldo, anh ta phát hiện có một nhóm người tụ tập ở dưới một gốc cây. Sau đó bảy ngừng chạy và vừa đứng vừa nhìn chăm chăm vào nhóm người này. Đây là một vụ ẩu đả giữa ba anh trùm trường đang bắt nạt một cậu học sinh lớp 5 với những câu bắn ra phong cách của các vị trùm trường đã khiến cho cậu bé này sợ té ra quần và cần một ai đó giúp đỡ. Lúc này Ronaldo đã chứng kiến hết tất cả và anh ta đã chuẩn bị sẵn cho mình một chiếc móc phơi quần áo để giải cứu Ronaldo ra sức. Một mình tiêu diệt hết từng tên trùm trường, tất cả bọn chúng đều phải nằm xuống trước móc phơi quần áo của Ronaldo. Và sự thật rằng cậu bé này chính là một vị tỷ phú. Sau đó Ronaldo đưa vị tỷ phú này về ngôi nhà biệt thự của ông ta và ông ta quyết định sẽ trao cho Ronaldo một chiếc siêu xe capybara. Sau đó thì anh ta cực kỳ vui mừng, anh ta điều khiển chiếc xe như điên trên đường và gặp sự cố sau vài giây. Có thể bạn chưa biết ở vị trí hòn đảo Floppa trong Messi, khi bạn đến vị trí của ba bức tượng này, rất có thể bạn sẽ tự hỏi tại sao lại có ba bức tượng được đặt ở đây với thông điệp của nó là gì. Nhưng không, những bức tượng này sẽ có thể cho bạn trái ác quỷ nếu như bạn có một dòng code bí ẩn. Để mà lấy được nó, hãy đến ngay hòn đảo cắt lên vào 750, sau đó hãy chạy thật nhanh ra vị trí này và bạn có thể thấy một dòng code được ghi ngay tại mép tượng và nó không hề cắt ghép. Và ngay dưới dòng code là một lời thông điệp là bạn đừng nói với bất kỳ một ai về dòng code này. Sau khi bạn nhập code và để nó có thể hoạt động, hãy cùng quay lại và kiểm tra. Lúc này thứ đang chờ đợi bạn là cực kỳ giống những trái ác quỷ legendary và thậm chí có cả trái dog, và bạn hãy nhớ rằng đừng nói với ai về bí mật này. Trong một lần lái thuyền dạo phố của Cristiano Ronaldo, anh ta phát hiện có một nhóm người đang chuẩn bị tông thuyền vào nhau giữa bờ sông. Với bản tính tò mò thì Ronaldo đã quyết định lùi thuyền của mình lại và áp sát ngay đằng sau thuyền của bọn chúng. Sau đó anh ta chạy lên thuyền và nghe lén thì vô tình phát hiện có một đại ca giang hồ và một anh Son Goku đang thương lượng với nhau về một cuộc giao dịch hàng hóa. Phía sau đại ca giang hồ là rất nhiều những con Hello Kitty phiên bản linh cẩu có sức mạnh để đổi lấy rất nhiều tiền. Ronaldo về quán cơm rang vừa bị phá sản đã nảy ra cho mình một kế hoạch bom tấn, nhưng chưa hết mọi người hãy like video và đăng ký kênh. Sau đó anh ta trộm toàn bộ số Hello Kitty của bọn chúng và lúc này Ronaldo đã bị phát hiện. Lúc này anh ta điều khiển chiếc thuyền với tốc độ cao dọc theo bờ sông và tẩu thoát đến một tiệm cầm đồ. Anh ta thanh lý toàn bộ số tiền và Hello Kitty của mình để đổi lấy một con capybara. Lúc này bọn chúng đã đuổi kịp đến nơi và thấy được toàn bộ số Hello Kitty của mình đã biến mất. Có thể bạn chưa biết ở vị trí này trên bản đồ của Messi có một người lái đò bí ẩn. Khi tiến gần đến chỗ người lái đò bí ẩn, bạn hãy ngay lập tức đi xuống và gặp gỡ ông ta. Người đàn ông này sẽ ra cho bạn một nhiệm vụ ám sát một tổ chức khét lẹt với phần thưởng cực kỳ hậu hĩnh. Nhưng theo lời chỉ dẫn của ông ta, bạn hãy đến hòn đảo được chỉ định, sau đó đi dạo và quan sát. Bạn sẽ thấy một tên lính canh. Ngay sau đó thì hãy hạ gục mục tiêu đầu tiên. Sau đó thì bạn hãy tìm một vị trí cao hơn để quan sát. Thì bỗng dưng lại xuất hiện thêm một tên nữa. Chỉ với một chiêu duy nhất, bạn có thể khiến hắn ta ra đi trần lạnh toát. Và tiếp theo đó bạn có thể thấy một bức tượng Obama đang được canh gác rất nghiêm ngặt và đằng sau bức tượng này rất nhiều tiền. Ngay khi một tên đi kiểm tra, ngay sau đó Ronaldo với khẩu súng tỉa của mình đã hạ gục mục tiêu đầu tiên và con tên lính canh thứ hai cũng đã phải nằm xuống mặc dù trình độ bắn tỉa của Ronaldo như cứt. Sau khi tiêu diệt được tất cả mục tiêu, Ronaldo vớt hết sạch tiền. Với số tiền này, rất có thể anh ta sẽ mở thêm quán mì cay cấp độ 7 trong tương lai. Có thể bạn chưa biết trong Messi khi bạn đang PVP mà máu của bạn quá yếu và bạn cần một vật phẩm hồi máu để đấm vỡ một đối thủ, đầu tiên bạn chỉ cần ăn một trái tàng hình, sau đó thì hãy trèo lên chiếc cây này và bạn có thể thấy một con chim. Nhân lúc chim đang không để ý, hãy cầm vũ khí của mình ra và tiêu diệt con chim này. Sau đó bạn hãy đưa con chim này vào bếp và nấu chín nó và để hoàn thành món vật phẩm hồi máu. Và ngay lúc này thì chim của bạn đã chín và sau khi mở kho đồ thì bạn có thể thấy món thịt kho huyền thoại Duolingo xuất hiện trong Messi. Lúc bạn đang yêu máu, hãy cầm món thịt kho Duolingo ra và ăn nó thì bạn sẽ hồi máu. Với sức mạnh hồi máu này trong PVP thì bạn làm bố luôn. Có thể bạn chưa biết trong Messi khi bạn đến hòn đảo đấu trường và sau đó chạy thẳng ra vị trí này, bạn có thể thấy xác của anh Gozo nằm la liệt ở đây. Anh ta đang trong tình trạng 1/2 và sắp ngỏm củ tỏi. Lúc này Gozo sẽ dùng một chút sức lực cuối cùng để nhờ bạn hồi sinh anh ta bằng cách đưa cho Gozo sau khi bạn lấy 1 triệu belly từ trong túi mình ra và đưa cho anh Gozo. Và thật bất ngờ khi anh Gozo hồi sinh trở lại và thể hiện phong thái cực kỳ ngấu trước mặt bạn, và anh Gozo quyết định sẽ cho bạn một món vũ
khí quan sát kẻ địch. Lúc này bạn hãy mở phần Trident và anh Gozo. Anh ta sẽ cho bạn một khẩu AK đồng xanh độc quyền. Và sau đó anh Gozo biến mất. Lúc này với khẩu AK đồng xanh trong tay thì bạn làm bố của cả server luôn. Trong một lần nhận nhiệm vụ của Tề Thiên Đại Thánh, anh ta vô tình phát hiện có một cánh cửa bí mật tại vị trí này. Ngay lập tức Tề Thiên Đại Thánh đi vào bên trong và vô tình phát hiện có một chiếc đầu phát ra ngọn lửa linh hồn được đặt ở bên trong đây. Ánh sáng của nó khiến cho anh ta bị mê mẩn và chiếc đầu này nói với Đại Thánh rằng tại hòn đá ngoài có chứa một món vũ khí cực kỳ mạnh có thể giúp Đại Thánh thống trị thiên hạ. Nhưng để lấy sau khi nghe được tin này, Tôn Ngộ Không liền lập tức cưỡi cơn đầu vân và bay một phát đến hòn đảo ngoài để tìm kiếm vũ khí. Và Tôn Ngộ Không thấy được rằng có một thanh ngũ bảo kiếm cực kỳ khổng lồ nằm ngay giữa hòn đảo. Sau khi Đại Thánh lấy thành công thanh bảo kiếm và ngồi tu luyện, thì từ đâu xuất hiện một tên yêu quái. Hắn ta muốn lấy mạng của Đại Thánh và đòi lại thanh kiếm. Tên này có võ công cực kỳ cao cường, vậy nên không sợ một ai. Ngay lúc này thì Tôn Ngộ Không đã tức giận, nhưng nào ngờ hắn ta có thể né được toàn bộ chiêu thức của Tề Thiên Đại Thánh và đập cho Tôn Ngộ Không một gậy chí mạng và thậm chí đánh ngang tài ngang sức của Tề Thiên Đại Thánh mà không gặp bất cứ một khó khăn nào. Và ngay bây giờ anh ta quyết định tung ra quả át chủ bài của mình, đó chính là sức mạnh tĩnh tâm, nó có thể biến người sử dụng trở thành một vị phật với sức mạnh cực kỳ khủng khiếp. Thì với một chiêu duy nhất đã khiến cho yêu quái bỏ mạng ngay tại chỗ. Có thể bạn chưa biết trong Memesi, nếu mà đang quá đỗ nghèo khỉ thì hãy cưỡi con đầu vân và đến ngay vị trí này. Và bạn hãy nhớ rằng hãy ăn ngay trái chó của người. Và tại nơi này đang diễn ra một sự kiện chọi chó hàng đầu thế giới. Khi thắng một trận trong sự kiện này bạn có thể nhận được Bentley, nhưng đối thủ của bạn là Lionel Messi. Và lúc này bạn hãy triệu hồi một chú chó, sau đó sử dụng chó của mình để solo với chó của Messi. Nhưng bạn nhận ra rằng chó của Messi quá mạnh, đâm vỡ mồm chó của bạn và gần như không thể bị đánh bại. Vậy nên để thắng được Messi, ngay lúc này chó của bạn đã được tăng đam. Và bây giờ chú của bạn solo ngang với chó của Messi, thậm chí là đấm vỡ mồm Messi khi anh ta ngỏm ngay tại chỗ. Và cuối cùng bạn nhận được 1 triệu Bentley từ trận đấu này.